Chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay mình đang làm một video chia sẻ cho các bạn về kỹ thuật nuôi vịt con nhé. Hiện tại bây giờ là đang là 12 giờ trưa nhé, trời nắng. Cho nên là sau khi mà mình cho vịt ăn xong rồi ấy, thì mình cho nó tắm để cho nó rửa sạch lông nhé. Khi nào bộ lông nó sạch thì con vịt nó mới khỏe mạnh và nó ít bệnh nhé, nó nhanh lớn. Mình làm video để mình chia sẻ các bạn nhé. Mình thiết kế được cái hồ bơi nhỏ để cho nó tắm nhé. Bởi vì vịt hiện tại bây giờ nuôi được gần 3 tuần rồi. Mình vẫn chưa thả ra ao, ra hồ, đang nhốt ở trong chuồng nhé. Mục đích là để tránh mưa, để khỏi vịt nó bị bệnh. Bởi vì hiện tại bây giờ là trời nắng cho nên là con vịt nó rất là nóng. Nó thích thúng nước nó tắm. Để chia sẻ với mình, quay video chia sẻ cho các bạn nhé. Mấy con đằng kia thì nó tắm xong bây giờ nó lên nó rỉa lông cho nó khô. Đấy. Còn mấy anh vịt này thì vẫn đang còn tắm nhé. Đấy, cái con nào mà nó còn tắm chưa xong thì nó vẫn còn ở dưới nước nhá. Còn đa số là vịt sau khi mà nó tắm xong thì nó rỉa lông cho nó khô. Đấy, khi con vịt mà các bạn cho nó tắm xong, nó rỉa lông và nó ra nó phơi nắng thì cái bộ lông nó rất là đẹp nhá, sáng, màu sắc rất đẹp. Đấy, các bạn lưu ý là khi mình nuôi vịt để vịt nhanh lớn thì cái yếu tố quan trọng nhất là mình phải có nước để cho vịt uống hàng ngày nhé, uống liên tục. Và thứ hai là phải cho có nước để cho vịt nó tắm, nó vệ sinh. Bởi vì nếu các bạn là một số các bạn mà nuôi khô, nuôi nhốt lâu ngày quá thì con vịt nó sẽ chậm lớn và sau này mình ăn cái thịt của nó cũng không ngon. Đấy, cho nên tốt nhất để cái sau này cái vịt nó nhanh lớn và khỏe mạnh thì các bạn phải cho vịt tiếp xúc với nước định kỳ nhé. Và vịt nó sẽ đỡ bệnh. Sau này mình làm thịt thì thịt nó cũng ngon hơn so với việc mình nuôi nhốt, nuôi khô. Đặc điểm của con vịt, các bạn lưu ý nữa là khi mà con vịt nó ăn no thì nó sẽ tập trung lại một chỗ nhé, nó nằm ngủ.
sau đến đến tầm khoảng sau khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng thì nó đói thì bắt đầu nó tản ra và nó lại đòi ăn. Lúc mấy anh vịt chỉ vịt mà đã kêu ầm lên tức là lúc đấy nó đang còn đói hoặc là nó đang khát nước đó. Và một cái vấn đề nữa là các bạn phải cho vịt uống nước liên tục nhé. Ở đây thì mình có chuẩn bị sẵn cái máng uống nước tự động cho vịt. Cái này máng này thì mình thay nước 2 ngày một lần. Cứ một ngày nụ 2 ngày là nụ uống hết cái bình này nha các bạn. Đấy, cái bình này. Và các bạn lưu ý là đối với vịt con tầm từ 2 tuần đến 3 tuần các bạn nuôi thì không nên cho vịt tắm quá lâu nhé. Bởi vì nếu mà vịt tắm lâu thì nó sẽ bị ướt lông và nó sẽ chầm lớn, khó nuôi. Mỗi lần tắm thì các bạn chỉ cho vịt tắm từng 15 đến 20 phút để sau đấy là các bạn cắt nước đi nhé. Một ngày chỉ tắm khoảng 15 đến 20 phút thôi. Còn sau một tháng thì các bạn có thể cho vịt xuống nước tùy ý nhé. Sau một tháng thì các bạn cứ cho vịt xuống nước thoải mái, không có vấn đề gì nữa nhé. Mấy con gà này nó đang ăn chuối, ăn cám, ăn chuối trộn cám của vịt các bạn này. Mình có nuôi một số con gà ta nó thả vườn này nhé. Thì trong kênh của mình thời gian vừa qua mình cũng có làm một số video chia sẻ về cái kinh nghiệm chăn nuôi gà lấy thịt, chăn nuôi, kỹ thuật nuôi gà con mới nở, rồi kỹ thuật nuôi vịt con nhanh lớn khỏe mạnh. Thì bạn nào quan tâm thì có thể truy cập kênh của mình để tham khảo thêm một số cái video đấy. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Bạn nào có câu hỏi thắc mắc thì các bạn có thể comment ở dưới nhé, mình sẽ trao đổi thêm với các bạn cũng như là trả lời cho các bạn nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ cho tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào các bạn. Thank you.